xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 10 giờ đêm. Và hôm nay em có dịp đưa hai bác, hai người bác đi về Nha Trang ở trạm xe Phạm Ngũ Lão này. Và sẵn đây em chia sẻ với anh chị vài hình ảnh ở khu phố Tây, một trong những địa điểm ăn chơi, một trong những địa điểm chơi Tết ở Sài Gòn. Chiếc xe Phương Nam chuẩn bị khởi hành từ Sài Gòn Nha Trang. Hai bác đi xe này đây. Xe này với giá vé là 450.000, giá vé đắt nhất ở cái hạng của nhà xe. Còn xe phía Phương Nam thì có giá thường 270.000, xe này thì 450.000 này, này. Có phòng, có máy lạnh, có tivi, có wifi. Xe này limousine ha, có toilet luôn. Trong xe rất là sướng, có phòng, có rèm. Nếu các anh chị đi xa thì chúng ta lựa những cái loại xe thế này, mình đi cho nó thoải mái. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng ở đây và mình sẽ đi về nhà thông qua con đường Bùi Viện ha. Bây giờ thì có rất nhiều loại xe để đi về các tỉnh miền Trung, như xe Phương Nam lúc nãy chúng ta đi đó là đi về Nha Trang đó. Như đây xe Quỳnh Gia cũng về Nha Trang nữa nè. Xe 50 chỗ nhưng mà chỉ có khoảng hơn 20 chỗ thôi. Và khu này là một trong những khu mà ồn ào náo nhiệt nhất ở Sài Gòn. Ngoài con đường lớn thì có những cái hẻm nhỏ nhỏ đi bên trong, có những cái dịch vụ khách sạn như là du lịch rồi thuê xe máy đó, ở đây rất là nhiều nè. Còn có những cái xe điện này nè, xe điện của Mai Linh nè, đi dạo quanh Sài Gòn chỉ với giá 100.000 là bao xe đi liền, còn không thì mình đợi vé thì chỉ có khoảng 10-15.000 thôi. Đi từ công viên 23 tháng 9 công viên 23 tháng 9 là đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đường Lê Duẩn đó ha. Như gia đình này đi đám cưới nè, đi đám cưới ra đường Lê Duẩn đi xe Mai Linh nè. Đám cưới chắc bảo đảm là nhà hàng Hoàng Long luôn, nhà Hoàng Long ở ngoài Lê Duẩn đó. Chúng ta đang đi đây là Phạm Ngũ Lão thẳng hướng về chợ Thái Bình. Sẵn dạo một vòng để bà con cùng cập nhật cái không khí Tết ở Sài Gòn này xem như thế nào ha. Bên cạnh những cái thú vui, những quán cà phê, những nhà hàng, những quán nhậu, những người đi chơi, thì cũng còn có những người bán hàng rong nè, bán hàng rong rồi ngủ bụi rất là nhiều. Thì ở đâu cũng có người giàu, người nghèo, ở Sài Gòn cũng vậy ha. Ta đang đứng đây là đường Đỗ Quang Đỗ nè, và đây có một cái ngày xưa là khách sạn đây là khách sạn quê hương thì phải, khách sạn Thái Bình, khách sạn Thái Bình ngay góc đường Đỗ Quang Đỗ và Phạm Ngũ Lão. Ta nhìn bên kia là đường Bùi Chu nè, thẳng bên kia là đường Bùi Chu. Ngày xưa thì không có đường thẳng thế này ha, ngày nay thì có đường thẳng qua bên kia luôn, Tôn Thắng Tùng đó, nhà thờ Nguyễn Sĩ đó.
Sài Gòn đông đúc tấp nập ghê chưa, mà đi tí nữa thôi là sẽ ngợp người luôn. Ở đây thì cũng có những quán cơm, những cái hàng ăn vặt dọc theo con đường Đỗ Quang Đẩu này, những ngôi nhà ngày xưa nè, nhà kiểu xưa xưa, đó, một dãy nhà. Nếu các anh chị và các bạn nhìn những hình ảnh ở các quốc gia khác với những cái tông màu bóng bẩy, những cái kiến trúc bóng bẩy, thì nhìn qua những hình ảnh này chúng ta cảm thấy hơi rối mắt ha. Ngày xưa thì khu này đa phần là người Tây, nhưng mà ngày nay thì cũng có người Việt ở đây cũng khá nhiều. Các khách sạn ở đây thì giá cũng bình dân chứ không có đắt, nhưng mà ở đây thì đông, với lại hơi ồn. Nếu các anh chị và bạn thích ở đây mình ăn chơi rồi nhậu nhẹt rồi, thì chúng ta sẽ ở đây thích hợp hơn. Còn mình muốn yên tĩnh nghỉ dưỡng thì chắc là ở đây là hơi ồn. Những quán bar bên đây là đường Bùi Viện nè, có những con hẻm đi ra thẳng Trần Hưng Đạo luôn đó. Đi thẳng hướng này mình lên Cống Quỳnh nè. Sẽ đi một đoạn ha, là chúng ta sẽ đi nhanh thôi, bởi vì ở đây cũng hơi ồn. Thank you.
của anh và thời điểm mới lá nên những điều anh mong cầu không bao giờ là thay những thứ là không giản dị, không nhất định là giá cao, mang những thứ lái xe rồi lại mua ai được. Một số anh ồn ào nhộn nhịp ở phố Tây Bùi Viện trong những ngày cuối năm như thế này gửi cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta có một cái nhìn, có một số hình ảnh để mình cập nhật và tham khảo khi mà chúng ta có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng biết được cái hình ảnh ở đây như thế nào ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Mọi người thấy ở đây là đường Trần Hưng Đạo nè, ở đây có rất nhiều quán nhậu ở đây, dọc dọc theo vỉa hè Trần Hưng Đạo, chung cư 62 Trần Hưng Đạo. Mình nhìn bên đây là Hội Thánh Tin Lành nè. Và ngày xưa thì có một cái lò bánh mì ở đây, mình nhìn xéo xéo qua đây. Thì ngày nay nó là cái kế bên cái đó, các bạn đỏ đỏ đó các bạn thấy không, kế bên cái ký túc xá đó. Các bạn đỏ đỏ nè, đỏ đỏ ngay vị trí này nè đó, bánh mì Vạn Kim ngày xưa đó. Tại em nhìn thấy hình ảnh ngày xưa thì em hình dung ra được cái vị trí của
lò bánh mì. Ngày nay là shop quần áo rồi ha. Đó, bên kia là đường Đề Thám thẳng ra chợ Cầu Muối, chợ Cô Giang ngày xưa đó. Rồi bye bye các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Đừng quên nhấn đăng ký và nhấn like, nhấn hình cái chuông để chúng ta cập nhật những video mới vào ngày mai nha. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.